Vietnam's main battle tank would be 100% sourced from Russia. 2,000 tanks in the inventory, all of them variants, and few of them T-72s, most of them less sophisticated. So my hope for a successful Vietnam is that we're able to have the defense industry look with other countries, look to France or Japan or India, other countries that might be better partners than Russia. So the Vietnamese military is not put at risk the way the Russian military is put at risk. Thank you, Mr. Prime Minister. Vâng, cảm ơn ngài đã bình luận về vấn đề này. Thì tôi cũng đã nói cái quan điểm của Việt Nam, nhắc lại nhiều lần đã và cũng đã phát biểu với ngài Đặng Hoàng Giang, đã phát biểu với Liên Hợp Quốc rồi. Chúng tôi là luôn luôn là cái đường lối đối ngoại tôi đã nói rồi, và hai nữa là chúng tôi là thành viên có trách nhiệm với cộng đồng quốc tế. Thì tất cả những vấn đề liên quan đến xung đột, liên quan đến vũ trang, liên quan đến cái mà ảnh hưởng đến hòa bình và hợp tác trên thế giới thì chúng tôi đều phải có trách nhiệm cả. Và chúng tôi kêu gọi các nước đều phải có trách nhiệm để giải quyết vấn đề này. Và chúng tôi giải quyết vấn đề này theo cái tinh thần trách nhiệm của chúng tôi, theo cái cơ chế của Liên Hợp Quốc và theo cái luật pháp quốc tế đã quy định. Chúng tôi tôn trọng luật pháp quốc tế, luật pháp của Liên Hợp Quốc và tham gia vào các cái cơ chế để giải quyết vấn đề này cũng phải trên luật pháp quốc tế và hiến chương Liên Hợp Quốc. Thì chúng tôi cũng bỏ mặc, chúng tôi cũng công tớ, nhưng mà chúng tôi giải quyết các vấn đề là phải theo cái luật pháp quốc tế, theo cái hiến chương Liên Hợp Quốc, và tinh thần là không có tinh thần là phải giải quyết các xung đột bằng biện pháp hòa bình, bằng một tiến trình ngoại giao và không có dùng vũ lực, không đe dọa vũ lực. Cái này chúng tôi thể hiện rất rõ, và chúng tôi kêu gọi các bên là chấm dứt chiến tranh, mang lại cái hòa bình. Tôi tham gia vào cái cơ chế Liên Hợp Quốc là cái này. Thế còn vấn đề đa dạng hóa các cái nguồn cung cấp vũ khí thì đây là một cái tiến trình mà chúng tôi cần phải suy nghĩ, cần phải làm và cần phải có những cái bước đi nó phù hợp với tình hình và phù hợp với cái điều kiện của chúng tôi và phù hợp với lại cả các đối tác của chúng tôi, kể cả chúng tôi muốn mua các cái trang thiết bị quân sự với Hoa Kỳ, Hoa Kỳ không hợp tác chúng tôi thì cũng chịu. Nên là cái tiến trình này thì không thể giải thích hết trong cái cuộc cầu này được. Và đây là một cái việc chúng ta cần phải có thời gian, cần phải có cái hàng ban, cần phải có những cái bước đi nó phù hợp, nó cụ thể.